Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Hãy dành ra 20 phút mỗi ngày để cùng chúng tôi cập nhật những tin nóng hổi trong suốt 24 giờ vừa qua. Những tuyến phố phân làn ở Hà Nội rầm rộ làm rồi lại đánh trống bỏ rùi. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2010 đến 2014, Hà Nội chi hàng chục tỷ đồng để lắp đặt giải phân cách cứng, cưỡng bức ô tô xe máy đi theo đường dành riêng trên các tuyến phố, phố Huế, Bà Triệu, Hàng Bài, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Giải Phóng. Thời điểm đó, các giải phân cách được làm bằng bê tông. Phía trước giải phân cách là một cột biển báo bằng sắt ghi rõ làn xe dành cho ô tô, xe máy và xe đạp. Đầu 2015, Hà Nội quyết định dỡ bỏ tất cả các giải phân cách cứng ở các tuyến phố trên. Thời điểm đó, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giải thích lý do ý thức của người tham gia giao thông đã tốt lên, ô tô xe máy không còn lấn làn nên quyết định thu hồi giải phân cách cứng. Thực tế, sau thời gian lắp giải phân cách cứng trên các tuyến đường, người dân đã từng bước chấp hành việc phân làn. Tuy nhiên, trên các tuyến phố Huế, Hàng Bài, Bà Triệu, Đại Cồ Việt, Giải Phóng, phát sinh các bất cập, đó là ùn tắc giao thông kéo dài do dòng phương tiện xung đột tại các điểm giao cắt. Đến nay, các tuyến phố như Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Xã Đàn vẫn chia tách ô tô, xe máy theo làn đường riêng. Nhưng phương pháp này được áp dụng mềm bằng biển báo làn đường dành cho ô tô, xe máy được cắm trên các tuyến phố. Tuy nhiên, không phải đại đa số những người điều khiển ô tô, xe máy đều có ý thức tuân thủ đúng với việc phân làn mềm như vậy. Có mặt trên đường Giải Phóng, Xã Đàn, Đại Cồ Việt vào giờ cao điểm thấy rõ sự thờ ơ của người điều khiển với các biển báo. Người điều khiển xe thô sơ, xe gắn máy vẫn đi lẫn dòng xe ô tô, tạo nên sự hỗn loạn, ùn tắc bất kể giờ nào trong ngày. Nhìn lại thời gian lắp giải phân cách cứng để cưỡng bức ô tô xe máy đi vào làn đường dành riêng trên đường Đại Cồ Việt, Giải Phóng, phố Huế, Hàng Bài, ông Nguyễn Xuân Tân, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội khai quát bằng từ quá được. Theo ông Nguyễn Xuân Tân, việc lắp giải phân cách cứng thời điểm đó là để nâng cao ý thức người dân trong quá trình tham gia giao thông. Sau 4 năm áp dụng biện pháp này, ông Tân đánh giá ý thức của người tham gia giao thông tốt lên rất nhiều. Ông Tân nói, khi ý thức của người dân được nâng cao, đi lại theo trật tự rồi thì không cần thiết phải lắp giải phân cách cứng. Lực lượng chức năng có thể dùng sơn và biển báo để hướng dẫn người tham gia giao thông. Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Bộ Giao thông Vận tải Doãn Minh Tâm đánh giá việc tách ô tô xe máy lưu thông theo làn đường riêng là chủ trương phù hợp. Bởi việc này để sửa thói quen đi lại tràn lan của người tham gia giao thông. Thói quen đấy đã tồn tại quá lâu rồi, bây giờ cần có giải pháp để chỉnh sửa. Tuy nhiên, từ việc trước đây, Hà Nội đã phân làn các tuyến phố Huế, Hàng Bài, Bà Triệu, ông Doãn Minh Tâm cho rằng không phải cứ tuyến phố rộng, dài là làm được. Nếu chỉ thuần túy nhìn vào kích thước mặt đường, lưu lượng phương tiện mà chia tách làn ô tô, xe máy thì chỉ là giải pháp tạm thời. Điều này rất dễ phát sinh những yếu tố khác như xung đột giao thông, ùn tắc. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải cho rằng, việc tổ chức giao thông thành công hay không có nhiều yếu tố. Về khoa học kỹ thuật, để tách ô tô, xe máy đi làn đường riêng, ngành giao thông hoàn toàn đáp ứng được. Đi kèm với các biện pháp của ngành giao thông, lực lượng chức năng cũng cần thường xuyên tuần tra, xử lý những người vi phạm, còn người điều khiển phương tiện cũng phải nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho rằng, việc thí điểm phân làn bằng giải phân cách cứng trên đường Nguyễn Trãi như hiện nay là rất cần thiết. Trong giai đoạn ý thức người dân chưa tốt, chưa có thói quen lưu thông đúng làn đường, thì cơ quan chức năng nên cưỡng bức bằng phân cách cứng. Còn theo Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải Doãn Minh Tâm, tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến phố của Hà Nội diễn ra hàng chục năm nay chứng tỏ các giải pháp của ngành giao thông đưa ra chưa có sự đột phá. Do vậy, theo ông, ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng, thành phố Hà Nội cần phải có quy hoạch tổ chức giao thông toàn thành phố. Ông Doãn Minh Tân nêu quan điểm, quy hoạch tổ chức giao thông để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tuyến đường, từ đó xác định ra tuyến nào có thể phân làn được, tuyến nào không, chứ không nên làm theo kiểu thử nghiệm không được thì lại chỉnh sửa. Liên quan Việt Á, kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh. Thưa quý vị và các bạn, Tỉnh ủy Yên Bái và Tỉnh ủy Trà Vinh vừa có quyết định thi hành kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh liên quan đến vụ Việt Á. Theo đó, Tỉnh ủy Trà Vinh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Kiên Sóc Kha, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Trà Vinh cũng quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hữu Phước, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh bằng hình thức cảnh cáo. Các ông Kiên Sóc Kha và Nguyễn Hữu Phước đã có những vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, thiếu kiểm tra để cấp dưới vi phạm trong đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu sâu sát trong quản lý để một số đảng viên công chức, viên chức tự ý nhận tiền của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á trái với quy định của Đảng và Nhà nước, dẫn đến bị khởi tố, bắt tạm giam. Để tổ chức đảng trực thuộc vi phạm, bị xử lý kỷ luật, gây dư luận xấu. Vi phạm của ông Kiên Sóc Kha và Nguyễn Hữu Phước là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, uy tín của tổ chức đảng, Sở Y tế và cá nhân hai ông. Trước đó vào tháng 5 năm 2002, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh. Các bị can bị khởi tố gồm Trần Đắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Nguyễn Văn Lơ, Nguyên Giám đốc CDC tỉnh, Lê Văn Thanh, Phó trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh thuộc CDC và Nguyễn Văn Truyền, chuyên viên phòng nghiệp vụ dược, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến 2022, 4 bị can nói trên đã phối hợp với Công ty Việt Á thực hiện 8 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế, kit xét nghiệm, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng chống COVID-19, tương ứng với 8 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Việt Á ký với Sở Y tế Trà Vinh 5 gói thầu và ký với CDC Trà Vinh 3 gói thầu. Trong quá trình thực hiện các gói thầu, những bị can nêu trên đã có hành vi hợp thức hóa thủ tục đấu thầu, gây thiệt hại cho nhà nước với tổng số tiền khoảng 7,6 tỷ đồng, tại Sở Y tế khoảng 6,9 tỷ đồng, tại CDC khoảng 0,7 tỷ đồng. Tỉnh ủy Yên Bái cũng vừa có quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Phó Giám đốc Sở Y tế, nguyên Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020, 2020-2022. Từ tháng 1 năm 2020 đến ngày 6 tháng 9 năm 2021, nguyên Giám đốc CDC từ tháng 8 năm 2016 đến 30 tháng 4 năm 2021, Phó Giám đốc Sở Y tế trực tiếp phụ trách CDC từ mùng 1 tháng 5 năm 2021 đến 31 tháng 7 năm 2021 bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 và Ủy viên Ban chấp hành Chi bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2022. Ông Nguyễn Văn Hà với trách nhiệm là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã vi phạm nguyên tắc tập trung, dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra một số khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu đối với khuyết điểm, vi phạm của chi bộ và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021 và chịu trách nhiệm trực tiếp với khuyết điểm, vi phạm đã được Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy kết luận. Làm giả bảng báo giá để trúng thầu, Giám đốc Công ty Thiết bị Giáo dục lãnh 2 năm tù. Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa mở phiên xử phúc thẩm, không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trà Quốc Dưỡng, sinh năm 1977, trú tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, 2 năm tù. Phạt bổ sung 20 triệu đồng về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo hồ sơ, Dưỡng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị giáo dục Tân Phú, có trụ sở tại phường 7, thành phố Tuy Hòa. Để tiến hành hoạt động kinh doanh, Dưỡng thường liên hệ các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Yên để chào hàng. Theo quy định tại Nghị định 63 năm 2014 của Chính phủ, đối với gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị dưới 200 triệu đồng được chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn, bên mời thầu gửi yêu cầu báo giá cho tối thiểu 3 nhà thầu có khả năng, nhà thầu nào có báo giá thấp nhất sẽ được lựa chọn. Do có mối quan hệ quen biết với Dưỡng nên hiệu trưởng một số trường học đã để cho Dưỡng thu thập các bảng báo giá để nhà trường lựa chọn, ký kết hợp đồng mua bán sách, thiết bị trường học. Ban đầu, Dưỡng đi xin báo giá của một số đơn vị nộp cho các trường, nhưng sau đó thấy việc đi xin báo giá khó khăn nên Dưỡng nảy sinh ý định làm giả bảng báo giá của công ty, cửa hàng mua bán thiết bị trường học để nộp cho trường. Dưỡng đặt là một con dấu hình chữ nhật có tiêu đề Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Phú Yên để làm giả bảng báo giá của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Phú Yên và một con dấu hình chữ nhật để làm giả bảng báo giá của hộ kinh doanh bà Tạ Thị Thu Hằng. Từ năm 2016 đến 2018,
Dưỡng đã làm giả 7 bảng báo giá rồi sử dụng nộp cho các trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Khi nhận báo giá từ Dưỡng, hiệu trưởng các trường thấy báo giá của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị giáo dục Tân Phú thấp nhất, nhưng do không biết các báo giá còn lại là do Dưỡng làm giả nên đã thống nhất để Dưỡng trúng thầu và ký các hợp đồng kinh tế mua bán sách và thiết bị trường học với Dưỡng. Xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Tuy Hòa đã tuyên phạt Dưỡng 2 năm tù và phạt bổ sung 20 triệu đồng về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Tại phiên phúc thẩm, theo Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên, cấp sơ thẩm đã truy tố, xét xử bị cáo Trà Quốc Dưỡng có căn cứ, đúng người, đúng tội. Án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt. Do đó, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo.